rùng mình trước tội ác man dợ của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam. Tập đoàn Pol Pot đã thực hiện chính sách diệt chủng và đàn áp tàn bạo đối với người dân Việt Nam vào những năm 1970. Cuộc tàn sát hàng loạt và những hành vi tàn ác đã gieo rắc nỗi đau và bi kịch cho hàng triệu người. Các hành động của tập đoàn Pol Pot không chỉ gây thương tích về mặt vật chất mà còn gây tổn thương tâm lý sâu sắc. Người dân Việt Nam phải chứng kiến những cuộc tra tấn tàn ác, những cuộc tấn công và đàn áp vô lý. Những ký ức về những người thân yêu bị mất mát và những ngày tháng sống trong sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong lòng người dân. Mặc dù đã trải qua những đau thương và mất mát, người dân Việt Nam không từ bỏ hy vọng và ý chí sống. Họ đã chung tay xây dựng lại đất nước từ những đống đổ nát. Với sự kiên nhẫn và quyết tâm, họ đã khắc phục khó khăn, xây dựng lại các ngôi làng, trường học và bệnh viện. Họ đã vượt qua sự hủy hoại của tội ác và đứng lên để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Câu chuyện về tội ác của tập đoàn Pol Pot là một cái gương đen tối trong lịch sử Việt Nam. Nhưng đằng sau màn đen tối đó, ánh sáng hy vọng vẫn tỏa sáng từ lòng người dân Việt Nam.